Everybody, xin chào ba mẹ và con cùng mọi người đã đến với lớp tiếng Anh không đồng cùng Si tại kênh YouTube Diệp Shizuka Music Kids. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Anh qua một ca khúc nữa về chủ đề body, chủ đề cơ thể, đó chính là ca khúc My Teddy Bear. Are you ready? Let's go! Hiện tại thời tiết ở chỗ Si đang rất là nắng nóng, thế nên là Si đóng cửa lại, bật điều hòa và bật điện đấy. Mọi khi là Si quay bằng cái ánh sáng tự nhiên, hôm nay là bằng đèn điện ở trong nhà. Thì không biết là có hơi mờ không, mọi người nhìn có rõ không? Cái màn hình của Si thì nó quay ngược nên là Si nhìn thấy chữ ngược và thấy vẫn rõ chữ. Không biết là mọi người nhìn có rõ không? Câu đầu tiên của bài hát này: My teddy bear has two eyes. Mọi người đọc theo Si luôn nhé. My teddy bear has two eyes. My teddy bear là gấu bông đúng không nào? My teddy bear là gấu bông của tôi. Has là có, trong trường hợp này thì nó có nghĩa là có. My teddy bear là ngôi thứ ba số ít nên chúng ta sẽ dùng has two eyes, số lượng two là hai đúng không? Hai eyes, mọi người còn nhớ đúng không? Eyes, đôi mắt, eyes. Vậy cả câu này chúng ta có thể hiểu là gấu bông của tôi có hai cái mắt, hoặc là gấu bông của tôi có đôi mắt, đúng không? Two eyes, lặp lại thôi. Hai mắt. Tiếp tục câu tiếp theo: My teddy bear has two eyes. Lặp lại câu đầu tiên đúng không nào? Gấu bông của tôi có hai mắt. I love my teddy bear. I love là yêu ai đó, thì chúng ta dùng mẫu câu I love, tôi yêu bạn. I love you. I love my teddy bear, tôi yêu gấu bông của tôi. Đây là một bài hát vô cùng là dễ thương luôn, ca từ hay, nhẹ nhàng, trầm lắng, sâu lắng và rất là dễ đi vào lòng người. Các bé nhỏ nhà mình rất là thích bài này luôn. Câu tiếp theo nhé: My teddy bear has one nose. Mọi người phát âm theo Si luôn nhé. My teddy bear has one nose. Nose là mũi đúng không nào? Gấu bông của tôi có một cái mũi. One nose. One là một đúng không nào? Số lượng. One, một. One nose. Một cái mũi. My teddy bear has one nose. Lặp lại thôi. I love my teddy bear. Tôi yêu gấu bông của tôi. I love my teddy bear. Phát âm theo Si nhé. Next one. My teddy bear has two ears. Ears, đôi tai đúng không nào? Gấu bông của mình có hai cái tai. Two, số lượng là hai đúng không nào? Two ears, hai cái tai. Two ears. My teddy bear has two ears. I love my teddy bear. Si lặp lại rất là chậm, mọi người phát âm theo Si. My teddy bear has two arms. Arms, cánh tay đúng không nào? Gấu bông của tôi có hai cánh tay. Two arms. My teddy bear has two arms. I love my teddy bear. I love my teddy bear. Tôi yêu. My teddy bear has two legs. Legs là chân, đôi chân đúng không nào? Cái cẳng chân ấy, legs. Gấu bông của tôi có hai chân, hai cái cẳng chân đúng không ạ? My teddy bear
has two legs. Đọc theo sinh ạ. Two legs. Two legs. My teddy bear has two legs. Lặp lại thôi đúng không nào? I love my teddy bear. I love my teddy. My teddy bear has four paws. Cái móng vuốt ấy, móng vuốt của cái bạn gấu ấy là paws. Paws. Bốn đúng không nào? Bốn cái móng vuốt. Four paws. Nên là chúng ta sẽ thêm s và phiên âm là z rung. Nên là chúng ta sẽ làm rung cổ họng của mình nào. Paws. Móng vuốt. Nào, mọi người đọc lại theo xin một lần nữa nhá. My teddy bear has four paws. Đấy. Four paws. Four paws. Bốn cái móng vuốt. My teddy bear has four paws. I love my teddy bear. I love my teddy bear. Cô Si hy vọng là qua bài học ngày hôm nay có thể giúp ích cho ba mẹ và con cùng mọi người nhớ hơn các từ vựng cũ về bộ phận cơ thể mà chúng ta đã học, như là từ eyes, đôi mắt đúng không nào? Rồi là từ ears, đôi tai. Rồi là từ nose, cái mũi. Rồi là đôi chân, legs, legs đúng không nào? Đôi chân. Và hôm nay cung cấp thêm qua bài hát ngày hôm nay thì qua bài học ngày hôm nay thì cung cấp thêm cho ba mẹ và con cùng mọi người một từ vựng mới nữa, đó là cái móng vuốt của loài vật, của con vật ấy. Thì các động vật đúng không nào, thường có các móng vuốt, như là mèo này, hổ này, sư tử đều có móng vuốt. Thì chúng ta sẽ sử dụng từ paw. Nếu mà nhiều móng vuốt thì chúng ta sẽ sử dụng từ paws. Và đương nhiên rồi, các động vật của chúng ta thường là có hai móng vuốt trở lên đúng không nào? Hiếm khi nào mà có bạn vật nào mà lại chỉ có một móng vuốt. Nên là thường chúng ta sẽ sử dụng số nhiều là chính nha. Paws. Và đặc biệt là qua bài học ngày hôm nay, Si hy vọng có thể giúp ích cho mọi người này, cung cấp thêm cho mọi người mẫu câu ai đó có một cái số lượng gì đó, thì chúng ta sẽ có mẫu câu này, chủ ngữ cộng với has, hoặc là cộng với have, và cộng với số lượng, cộng với danh từ. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. We'll see you next song. Goodbye.